Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Thì như các bạn cũng nhìn thấy ở dưới tiêu đề đó thì trong video ngày hôm nay Gà sẽ review một sản phẩm mà Gà cảm thấy là có thể sẽ thích hợp với rất là nhiều bạn đang xem channel của Gà. Tại vì hầu như những bạn mà xem channel của Gà thì đều là những bạn học sinh sinh viên thôi đúng không? Thì sản phẩm ngày hôm nay sẽ đảm bảo những cái tiêu chí mà Gà cảm thấy là cực kỳ ok dành cho các bạn. Đó chính là vừa rẻ nè, vừa đẹp nè và lại vừa trendy nữa. Tên tên ở đây Gà có bảng mắt của Tutu. Thì cái bảng mắt này hiện tại thì Gà vẫn để nó ở trong hộp á, nhìn cho nó mới. Chứ thật ra thì Gà đã sử dụng bảng mắt này cũng được hơn một tuần rồi, Gà cảm thấy rất là ân. Và Gà quyết định là hôm nay sẽ review về sản phẩm này để thêm nhiều bạn biết về bảng mắt này nữa, chứ không chỉ có riêng mình Gà á. Thì bảng mắt này á, đây là một bảng mắt của nội địa Trung. Thì mỹ phẩm nội địa Trung mấy bữa nay thì đã rất là hot rồi đúng không? Về chất lượng, về giá thành hay về màu sắc, cái khả năng bắt trend của nó thì tất cả chúng ta đều đã gọi là kiểm định được rồi. Màu sắc cực kỳ ấm luôn, rất là thích hợp cho kiểu make up Hàn Quốc, Trung Quốc mà đang trendy trong thời gian gần đây á. Nên nói chung là bảng này là một bảng mắt mà Gà rất là ân. Trước khi mà bắt đầu vào cái phần review á, thì Gà biết là cái việc mà mua mỹ phẩm nội địa Trung á, với một số bạn hiện tại thì vẫn còn đang khá là mông lung đúng không? Bởi vì á, mỹ phẩm nội địa Trung á, thì dạo này họ bán rất là tràn lan. Và với cái thực trạng mà nó được bán tràn lan như vậy á, thì cũng khá là khó để chúng ta có thể phân biệt được đâu là mỹ phẩm nội địa Trung thật hoặc là đâu là mỹ phẩm nội địa Trung fake đúng không? Tại vì thật sự là mỹ phẩm nội địa Trung thì họ cũng có thể fake được mà. Vì vậy trước khi bắt đầu cái video ngày hôm nay á, thì Gà sẽ chỉ cho các bạn chỗ để Gà có thể mua được cái bảng mắt Tutu này với giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 99.000 thôi, tuy nhiên là vẫn đảm bảo chất lượng nha. Thì đầu tiên Gà sẽ để một cái link ở dưới description box, các bạn hãy click vào cái link đó nha. Thì các bạn sẽ được dẫn tới một cái chat box của First Day. Thì Gà cảm thấy cái việc mà link cái chat box này với lại là chat box của First Day luôn á thì nó sẽ tiện hơn cho các bạn, bởi vì là các bạn sẽ được dẫn đến fanpage của First Day để mua hàng luôn, thay vì là chúng ta sẽ phải sang một cái hệ thống khác. Tuy nhiên là đây là những sản phẩm này không phải là Gà bán mà chỉ là Gà link chung với hệ thống để gửi đến các bạn một cách nhanh hơn thôi. Vậy nên các bạn yên tâm nha. Rồi, không nói nhiều nữa thì chúng ta cùng bắt đầu vào phần review luôn ha. Đầu tiên thì Gà sẽ phải mở cái hộp này ra. Rồi, về cái phần packaging á, thì Gà cảm thấy là packaging của cái sản phẩm này nó khá giống với cái sản phẩm màu bảng màu mắt của 3CE. Tuy nhiên là nó cũng có một vài cái design dễ thương hơn, ví dụ như chữ Tutu nè, rồi chữ My Ordinary nè, hình cà phê nè, hình nước hoa, rồi juice, rồi đó đó. Nói chung là cảm thấy là cái packaging này mặc dù có bắt chước của 3CE, tuy nhiên là nó cũng đã cố gắng sáng tạo hơn rất là nhiều rồi. Về phần màu sắc á, thì bảng màu như Gà đã nói từ đầu video rồi, thì đây là những tông rất là ấm và hoàn toàn thích hợp để chúng ta có thể sử dụng make up hàng ngày, thậm chí là bôi nhẹ nhẹ để đi học cũng được. Hoặc là ngoài ra thì nó cũng có những cái màu nhũ nữa, để khi mà chúng ta cảm thấy là muốn lồng lộn hơn thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể lồng lộn hơn, trang hoàng hơn để đi những buổi tiệc ban đêm đồ này nọ. Thì Gà cảm thấy đây là một bảng mắt có tính ứng dụng rất là cao. Về chất phấn thì Gà cảm thấy là chất phấn khá mịn, không có bị fall out, không có bị bột nhiều. Và những màu nhũ á, đặc biệt là những màu nhũ thì Gà cảm thấy lên rất là tốt luôn. Khi mà Gà dùng tay mà Gà chấm những cái màu nhũ này lên mắt á, thì thực sự là lên lóng lánh mà kiểu y chang Colourpop luôn á. Còn về những cái màu lì á, thì như các bạn có thể thấy là những cái màu mà sắc tố mà nó đậm hơn thì độ pigment của nó cũng sẽ cao hơn. Còn những cái màu mà nhạt á, thì hầu như là nó cũng sẽ lên, tuy nhiên là nó sẽ lên kiểu tà thôi, chứ nó không phải là kiểu lồng lộn quá. Tuy nhiên cái độ lên màu như vậy thì rất là thích hợp với những cái bạn mà mới bắt đầu trang điểm á, tại vì chúng ta sẽ build up dần và chúng ta không sợ kiểu chấm một phát là nó kiểu tè le ra rồi á, mà chúng ta có thể lấy từng chút, sau đó là build màu lên dần. Thì Gà cảm thấy là đây là một cái sản phẩm cực kỳ thích hợp cho mùa thu đông sắp tới luôn. Thì các bạn có thể thấy là những cái tông màu trong bảng này á, thì nó sẽ nghiêng về màu nâu nè, rồi màu nâu đất nè, rồi những cái màu mauve, có hai cái màu mauve rất là đẹp. Rồi bây giờ Gà sẽ bắt đầu đưa sản phẩm lên mắt để các bạn xem nha. Thì Gà sẽ đánh hai kiểu, kiểu đầu tiên là kiểu tà nhẹ nhàng để dùng trong make up look ban ngày, còn kiểu thứ hai là mình sẽ build up thêm màu để mình có thể sử dụng trong những buổi tối đi chơi, đi ba bùng dãy dãy, lắc lư này nọ đung đưa. Gà vẫn sẽ sử dụng cây cọ của Wet n Wild huyền thoại. Thì cây cọ này Gà đã sử dụng trong hầu hết các video make up mắt của Gà rồi đúng không? Nói chung là mỗi lần make up mắt thì Gà chỉ sử dụng mỗi cái cọ này thôi. Và có thể là thêm một cái cọ nữa của PH Cosmetics. Cây này thì để đánh ở viền dưới, còn cây này thì để đánh vùng trên. Kỳ minimalist. Thì cái điều mà Gà không thích nhất cái bảng mắt này nè, các bạn biết là gì không? Là nó không có gương á, sao nó không để được cái gương ở đây ta? Mà Gà phải sử dụng cái gương từ hộp Cushion, khá là bất tiện. Thì đầu tiên Gà sử dụng cái màu này nè để Gà phủ toàn bộ màu mắt. Thật ra thì đối với các bạn mà kiểu học sinh sinh viên á,
Mà bình thường hàng ngày các bạn kiểu đi học, các bạn chỉ đánh kem chống nắng thôi, thì thật sự khuyên là các bạn cũng nên đánh một ít màu mắt ở cái vùng này á. Tại vì thật sự là kem chống nắng nó rất là dễ bị động ở cái nếp này nè. Cái nếp gọi là cái crease mask này, như các bạn có thể thấy hiện tại cũng có nè. Đó, thì mình nên đánh một cái màu nào đó vô để nhìn cho nó lì hơn cái vùng đó, và không có bị động lại cái nếp đó nữa. Tại cái nếp nó động nhìn rất là không tự nhiên á. Đó, các bạn có thấy không, là màu lên rất là nhẹ nhàng, hơi kem kem thôi. Đó, nếu mà các bạn chỉ đánh một cái màu base nhẹ nhàng vậy thì cũng đâu có bị giám thị nói gì đâu, đúng không? Tiếp theo thì ban ngày á, thường sẽ sử dụng đến cái màu này nè. Đó là một cái màu nó hơi nâu nâu để đánh tiếp vào cái phần mí mắt. Ok, đó các bạn có thấy không? Lên màu rất là ok luôn á. Được, được phép. Thật sự là sau khi mà Gà sử dụng mấy cái bảng mắt nội địa chung này rồi thì Gà không hề có hứng thú với việc gọi là mua đầu tư vào những bảng mắt kiểu đắt tiền nữa. Tại vì thật ra là cũng có, nói chung là đắt tiền, mẹo bảng mắt đắt tiền thì con gái ai chả thích. Tuy nhiên là dạo này budget không có được nhiều cho lắm nên xài mấy này thôi. Nhìn cũng hiệu ứng nó cũng ngang. Gà đang phải vừa nhìn vào cái gương của camera nữa. Dạo này các bạn hay nói là ánh sáng của video của Gà bị tối á, thì hôm nay Gà đã cố gắng khắc phục rồi. Không biết là đỡ tối chưa ta. Rồi sẽ lấy thêm một xíu nha. Đó, nhìn cực kỳ tự nhiên luôn đúng không? Mấy cái màu này lên thì cực kỳ đẹp luôn. Không có bị xấu xí hay là bị quê gì hết á. Nó rất là trendy. Gà thấy là màu mắt của nội địa chung á nó còn tốt hơn màu mắt của Hàn nữa. Gà thấy màu mắt của Hàn đánh nó có lên gì đâu. Đó. Bây giờ Gà sẽ sử dụng ngón tay. Gà lấy cái màu này nè. Một cái màu cũng giống giống cái màu lúc nãy, tuy nhiên là nó lại có hơi hướng là nó hơi cam hơn một xíu á. Để Gà đi sát cái phần hốc mắt. Không phải là phần hốc mắt mà đây gọi là phần phần gì trời? Phần này nè. Phần này phần gì? Đuôi mắt. Ok. Để nhấn vào phần đuôi mắt. Đó. Các bạn thấy không? Màu lên ok lắm luôn á. Và màu tán ra rất là mịn nha, không có bị bết. Thật sự luôn á. Các bạn cứ thử đi, nếu mà các bạn cảm thấy là những gì Gà nói khá là điêu á thì các bạn cứ thử mua cái bản này về rồi trải nghiệm đi. Các bạn sẽ hết hồn về chất lượng luôn, không hề bết, tán ra cực mịn. Tán kiểu như bơ luôn á, thật sự. Đó. Sau đó thì Gà sẽ dùng cái cây cọ đầu tròn lúc nãy á, Gà blend hết ra. Các bạn có thấy không? Tự nhiên, trời ơi, cực kỳ xinh luôn. Sau đó thì Gà sẽ lấy cái cây cọ mà đầu diệt vậy nè. Rồi Gà chọn cái màu, hôm nay thì Gà sẽ chọn cái màu này nè. Cái màu này đi, để Gà đánh ở phần viền mắt á. Không phải là viền mắt mà là viền mắt dưới. Nói chung là Gà không phải là một beauty guru, make up chuyên nghiệp nên Gà gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định là phần nào. Thì chủ yếu là việc mà đánh ở cái phần viền dưới này là để cho nó kết nối hai cái phần mắt trên với mắt dưới lại, nhìn cho nó tự nhiên thôi. Đó. Thật ra là cái cây cọ này dùng cũng không đúng lắm đâu, tại vì nó là cái cọ nó hơi sharp á, hơi bén, thì nó dễ làm mắt mình bị đau. Nói chung là Gà sẽ đổi cây cọ này đánh viền dưới. Sau đó thì Gà sẽ sử dụng một cái màu gì ta, cái màu nào đó hay đi, màu nhũ nhàn nhạt ở đây. Đó, và Gà sẽ chấm rất ít thôi, tại vì lát nữa Gà còn phải làm một cái make up dành cho ban đêm nữa mà. Thì Gà sẽ đi, đó các bạn có thấy không, nó sẽ add một ít lóng lánh trong mắt của mình. Thật sự là Gà lấy rất ít luôn, tại vì ban ngày á Gà chỉ muốn là có một chút lóng lánh trên mắt của mình thôi á, chứ không có muốn cho nó lồng lộn. Đó. Ok, vậy là xong. Trời ơi, cực kỳ nhanh luôn á, các bạn có thấy không. Đánh mắt ban ngày thì mình chỉ cần đơn giản vậy thôi. Và Gà cảm thấy là nhìn như vậy là cực kỳ trendy rồi đó. Thì ban ngày ra đường mà trời ơi, kiểu bình thường thôi, tự nhiên thôi, nhìn cho mình vẫn giữ cái nét hài hòa trên khuôn mặt của mình chứ, đúng không? Chứ mình trang điểm đậm đậm quá thì nói chung là ai hợp trang điểm đậm thì sẽ trang điểm đậm, còn Gà sẽ là con người hợp trang điểm nhẹ nhàng thì Gà trang điểm nhẹ nhàng. Ok, rồi bây giờ đến cái phần mà make up ban đêm nè. Thì Gà sẽ lấy cái màu này. Cái màu này như các bạn có thể thấy là một cái màu nâu khá là đậm á.
Gà sẽ bôi thêm ở cái phần mí mắt. Đó, sẽ bôi thêm ở cái phần mí mắt cho cái phần mí mắt của mình nó đậm lên. Bôi cả hai bên luôn. Thật sự là chất phấn tán rất mịn luôn á. Có thể nói đây là cái bảng mắt nội địa chung mà Gà cảm thấy là tốt nhất mà từ trước tới giờ Gà từng dùng. Có thể là tốt hơn cả Whole Life hoặc là tốt hơn cả cái hãng La Melia gì luôn. Đây các bạn thấy không? Màu bên rất là đẹp. Sau đó thì Gà sẽ lấy một cái màu mauve. Cái màu mà nó hơi mauve một chút xíu. Gà sẽ lấy cái màu này đi. Tại cái màu này thì đối với Gà nó hơi tím quá nên Gà sẽ lấy cái màu bên này. Đó. Để Gà nhấn vào cái phần đuôi mắt thôi. Đó. Lên rất đẹp nha. Thật sự. Trời ơi đẹp ơi là đẹp. Đó, các bạn có thấy không, mình mới đưa lên thì nó bị cục nè. Nhưng mà sau đó thì no worries. Bởi vì mình sẽ sử dụng một cái cọ blending để mình blend nó ra. Blend it out. Wow. Đó. Sau đó thì Gà sẽ sử dụng một cái màu lấp lánh, cực kỳ lấp lánh, màu này nè, để Gà đi vào cái phần bầu mắt. Wow. Bây giờ Gà sẽ nhắm mắt lại để cho các bạn có thể thấy nha. Mắt bên này lấp lánh lấp lánh so với mắt bên này. Thích quá. Cái bên mắt này cân. Đây. Gà cảm thấy là như vậy là ok rồi á. Rồi sau đó thì dùng thêm một cái cọ, lại cái cọ blending brush lúc nãy, tán cái phần trên ra một xíu. Yeah. Đó, chỉ cần như vậy thôi. Để finish cái makeup look của buổi tối thì Gà sẽ kẻ mắt thêm một xíu nữa. Ok, các bạn hãy làm quen với phong cách kẻ mắt của Gà nha. Gà chỉ sẽ kẻ một cái đường nhạt nhẽo từ ở đuôi mắt thôi, chứ ngoài ra thì mí mắt của Gà quá nhỏ, Gà không thể kẻ dày lên cái mí mắt được, tại vì nhìn Gà sẽ cực kỳ ngu si. Video này không phải là video được sponsor. Những cái mà Gà nói từ nãy đến giờ thì đều là những review rất là thực tâm của Gà. Nên nhá, sau video ngày hôm nay thì Gà hy vọng là các bạn sẽ có thêm một gợi ý về bảng mắt nên tậu trong dịp thu đông sắp tới. Hoặc là đông sắp tới, tại qua thu rồi. Ok, video của ngày hôm nay đến là kết thúc. Hy vọng các bạn thích video. Nếu các bạn thích thì nhớ like và subscribe cho First Day nha.